như thế này ha. Thì cái này thì không những là chị phải dựa vào cái quan sát lâu năm mà lại còn dựa vào rất nhiều yếu tố nữa. Ví dụ như em nhìn nha, xem có bạn nào đang chú ý và bạn nào không chú ý và không thích lắm với cái chủ đề này chẳng hạn ha. Đó là chị màu đen này. Sau thì mình cũng không có, mình cũng không mở ra nên mình cũng không quan sát được hết. Có thể là mình vô nó thì mình bạn bắt đầu chú ý nhìn mình chẳng hạn, thì cái mà thể hiện nhiều nhất đó chính là ánh mắt. Nên là khi mà mình muốn cười hay là như thế nào, cái ánh mắt của mình thể hiện rất là nhiều điều. Mình có thể miệng mình không cười nhưng mắt của mình cười. Là khi mà mình qua chăm chú quan sát người khác thì mình cũng có thể biết được rất là nhiều điều. Ví dụ có những người người ta thể hiện ra rất là chăm chú ngay nhưng mà chỉ có một ánh mắt người ta chỉ cười xuống nghe người ta cười, cái người ta biết là người ta đang không tin vào những cái gì mà bạn đang nói. Chỉ cần hơi người ta chỉ cần chớp mắt hoặc đổi mắt một cái mình có thể biết được. Tất cả mà quan sát như thế chỉ là ánh mắt. Ngoài cái điều bộ của cơ thể ra thì cái ánh mắt là rất là quan trọng. Nói chung thính giả thường khi mà biết được người thính giả mà thường có biểu hiện vòng tay hay là không chú ý đến thì họ thường họ sẽ đổi một chiếu khác, thì đó là họ sẽ đặt câu hỏi cho người đó để bằng cách họ đứng dậy, yêu cầu người đó đứng dậy hoặc đưa cho họ một tờ báo để họ đọc, thì tưởng họ phá vỡ ra thể vòng tay. Khi mà vào mà phòng mà ai cũng cầm tay như thế, vòng tay như thế này thì họ sẽ đưa cho tờ báo họ đọc hoặc là cái gì đó cho đọc, họ phân phát tài liệu cho họ đọc để cho người làm ta để phá vỡ thế vọt thế phong thủ như vậy, hoặc là họ sẽ hỏi câu hỏi rượn lên, họ gọi anh có câu hỏi gì không, thì người đó thể tự động vỗ tay ra và trả lời câu hỏi. Đó bắt đầu là đó là chiêu của các tác các người đọc độc giả diễn ra để trị những cá như vậy. Chúng ta khó đỡ không? Tóm lại